Đây là Khôi Khôi này mới bắt được hai con cào cào. Đây hai con cào cào đây. Ủa, giữ không sao, cầm lấy nó, cầm lên đây, cầm lên. Con chủ vừa. Bắt nhẹ nhàng nó rồi thì không đừng nó chết. Đừng có cầm hộ anh. Đây. Có hộ anh, có hộ anh. Rồi, cầm nhẹ nhàng có gì đâu mà sợ nó hả Khôi? Con to hơn lại cầm gì? Đấy, cái nhà nó chạy mất. Đâu rồi? Đây. Khôi cầm. Khôi cầm đấy. Cầm cả cánh ấy, cầm cái đầu cũng được, có sao đâu. Rồi, rồi. Đây, 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 đây. Đây, đây, con của em nó đạp. Đúng rồi, rất giỏi. Đấy. Đúng chưa? Đó. Khôi phải giờ đi tìm tiếp, bây giờ mình đi tìm xem bắt được bao này, bắt được bao con nhá. Khôi cầm, cầm. Khôi cầm, Khôi cầm đấy. Khôi cầm, Khôi kệ nó, kệ nó. Nó phải cầm đấy. Nhưng mà, lúc con bắt ai cầm? Đi mình tìm tiếp này đấy. Thấy chưa? Ở khu vực này nó có nhiều cào cào châu chấu này, vì sao? Bởi vì là có rau muống. Đúng chưa? Nó rau muống này nó là có cào cào. Có hoa nó ấy đây này. Mà con cầm đi con. Con cầm đấy. To đấy. Đây, nhìn thấy chưa? Đây. Rồi, rất xuất sắc. Đây. Được rồi. Ôi, cầm một con. Con cầm này, con gỡ con kia. Rồi, đây hai con đây, Huy cầm thế này. Hai con, chiến tích hai con. Ok, đó, rất nhiều cờ chào cô chú. Rồi, mình đi tiếp. Xem bắt được cái này cầm bắt. Rất là nhiều đúng không? Đây, 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 con này to. Ui, đây này, hai con luôn. Đây, Khôi nhìn thấy không? Đây. Khôi chộp, đấy. Con cầm một con. Đây, Khôi chộp đấy. Đây. Khôi chộp đấy. Đây. Ôi, rồi. Nắm lấy, cầm lôi lên. Tay kia lôi, cúng lại lôi lên. Ôi, hiền quá, yeah. Ui ôi, mày thích con không? Được không? Khuê. Để mang về chợ chọc cả cào. Ừ, đúng rồi, mang về chợ. Đây, Khôi, đây kia. Đây, nhìn thấy không? Ơ, mày à mày. Đúng rồi, được chưa? Bố cầm một con. Nắn ra, đấy đúng rồi. Ok, đây cầm đấy, xong tí nữa mình về cho nó chọi nhau. Nhưng mà mình thả lên trên vườn thì mình cũng được. Đi về rồi. Chưa. Có một chọi. Đấy. À, các bạn đây này, nhớ không? Hai bạn. Khoe với các bạn đây nào. Chết được rồi. Không được bóp chết. Ôi. Mày. Ừ. Ôi ôi. Đấy. Từ từ thôi, thả khẽ hé hé ra rồi mình cầm con này, tay kia mình cầm luôn. Bố nó vật kiểu nào mà nó thành như này rồi ạ. Ừ, kệ nó, cầm con chỉnh lại đi, con chỉnh nó dễ cầm lại đi. Nhưng mà cả hai tay con đều cầm. Tay kia cầm nó luôn. Con này nó bất động rồi ạ. Ừ. Đi tìm tiếp nào. Sau này bạn nào bắt được nhiều hơn nào. Hai bạn đã được hai con rồi. Rất nhiều cái nhiều rồi cào cào. Cào nó ăn cái gì ấy bố? Bơi. Nó ăn cỏ. Nhà mình có để. Đây không? Không phải. To, rất nhiều luôn. Ngày xưa bắt nó còn to hơn ngón tay cơ. Đây. Thì là mất hai con rồi. Đây. Mất làm sao được? Thả sao thoát khỏi bố được.